板搞安遮遮。Đó đang ngồi trong một nhà hàng Vân Nam ở Bắc Kinh. Lần trước sau khi ăn tại nhà hàng này thì vẫn còn nhớ mãi phong vị món ăn tại đây. Hôm nay đoá cùng bạn Văn đến đây dùng bữa. Văn chính là người Vân Nam. Văn cũng cho biết nhà hàng này là căn bóng Vân Nam chính thống. Lần trước đoá gọi có cà phê latte ở đây, thật bất ngờ với chất lượng tuyệt vời của cà phê này. Về nhà mới nhớ rằng Vân Nam chính là nơi sản xuất cà phê chủ yếu ở Trung Quốc. Nhà hàng này có một món đặc sắc chính là canh gan bò. Hôm nay đã muốn dùng thử món này. Ăn no rồi, bắt đầu shopping thôi. Nhà hàng này nằm trong trung tâm thương mại Phương Thảo Điền, Phan Thảo Điền, rất nổi tiếng. Trung tâm thương mại này khá sang trọng, được đánh giá là trung tâm thương mại năm sao. Tối nay đoá đến quảng trường Trung Lương ăn tối. Đây là món miến tiết vịt, trong đó có thịt vịt, lòng nghệ, tiết vịt, miến. Món này là đặc sản của Nam Kinh. Tòa nhà này có cuộc triển lãm tranh, tiền để đánh xem. Đa số tác phẩm này đều là do các họa sĩ trẻ sáng tác, màu sắc rực rỡ, nội dung cũng hiện đại hơn. Bên này có mấy bức tranh chủ đề gấu mèo rất là đáng yêu. Tomorrow. Hôm nay là thứ bảy, thời tiết Bắc Kinh rất đẹp. Đoá và bạn hẹn nhau đi uống cà phê. Đoá đã đến một quán cà phê kiểu Nhật. Những tráng miệng là vị bát cha nhiều bạn. Món Nhật rất tinh tế, cũng rất ngon. Bạn Đoá mang đến đây một bộ đồ chơi giải câu đố. Ở đây là sản phẩm sáng tạo của Cố Công. Chúng mình tải ứng dụng trên điện thoại. Kết hợp với những thứ đây thì có thể phá án. Đồ chơi này rất là mới mẻ. A few moments later. Tối nay chúng mình đến Solana, lán sợ cảng mắt này. Hôm nay đông người lắm. Đa số nhà hàng đều phải xếp hạng chúng mình chọn nhà hàng duy nhất mà không cần phải đợi lâu. Không biết có ngon không? Thank you.